Viêm họng, đau họng nên ăn gì cho nhanh khỏi? Đau họng chắc chắn là cảm giác ai cũng từng trải qua trong đời. Tùy vào nguyên nhân mà tình trạng và mức độ đau họng ở mỗi người sẽ khác nhau. Ngoài thăm khám dùng thuốc thì chế độ ăn cũng vô cùng quan trọng. Ăn không đúng có thể làm tình trạng kéo dài và gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng. Dưới đây là danh sách các thực phẩm nên bổ sung và những thực phẩm nên tránh khi bị viêm họng. Thực phẩm nên bổ sung: thực phẩm chứa vitamin C. Các thực phẩm giàu vitamin C như ổi, cam, kiwi, dâu tây, ớt chuông, cà chua và các loại rau xanh giúp cải thiện sức đề kháng, tăng cường hệ miễn dịch, chống oxy hóa, kháng khuẩn, làm giảm triệu chứng đau rát và làm mát cho cổ họng. Thực phẩm chứa kẽm. Các loại thực phẩm giàu kẽm như thịt bò, thịt lợn, thịt gà, ngũ cốc, hạt bí ngô sẽ cải thiện khả năng phòng ngừa các loại virus gây bệnh. Thực phẩm mềm như cháo, súp và các món ăn mềm khác giúp giảm thiểu nguy cơ làm tổn thương niêm mạc họng khi bạn cảm thấy khó nuốt. Thực phẩm trơn mát. Các loại canh rau như mồng tơi, mướp, bí, bầu có khả năng thanh nhiệt, làm dịu mát cổ họng và cải thiện hệ tiêu hóa. Thực phẩm hỗ trợ kháng viêm như dầu ô liu, cà chua, việt quất, rau xanh, bắp cải, hành nhân là những loại thực phẩm hỗ trợ kháng viêm tốt, giúp cho vùng tổn thương ở niêm mạc họng được nhanh lành hơn. Một số thực phẩm mà người bệnh nên tránh nếu không muốn tình trạng đau họng nghiêm trọng hơn: các món cay nóng, tránh ăn các loại gia vị cay nóng như ớt, tiêu, riềng, sả vì sẽ làm cho niêm mạc họng bị phù nề, sưng tấy, khiến tình trạng viêm họng càng trở nên trầm trọng hơn. Thực phẩm lạnh, các món lạnh như kem, chè, nước đá lạnh có thể làm nhiệt độ trong họng gây kích thích và tăng nguy cơ bỏng lạnh, khiến cho vòng họng xuất hiện nhiều chất dịch nhầy, kích thích ho. Thực phẩm khô cứng, người bệnh nên hạn chế các món ăn như bánh mì giòn, bánh quy cứng, ngô, khoai chiên vì chúng có thể làm tổn thương vùng họng, khiến tình trạng viêm họng kéo dài, đôi khi còn làm niêm mạc họng bị chảy máu, ứ đờm và khàn tiếng dai dẳng. Thực phẩm có vị chua như quất, me, đồ muối chua chứa nhiều axit khiến niêm mạc họng bị kích thích và ăn mòn, làm nghiêm trọng thêm các triệu chứng đau rát họng, ho và khàn tiếng. Đồ uống có cồn và chất kích thích. Dùng các đồ uống có cồn và chất kích thích sẽ gây kích ứng niêm mạc họng hô hấp, gây ra những cơn ho dai dẳng kéo dài và gây đờm nhiều trong cổ họng. Bên cạnh đấy, người bệnh cũng cần bỏ túi những lưu ý này để cải thiện tình trạng viêm họng: súc miệng bằng nước muối ấm. Việc này sẽ giúp bạn nhanh chóng xua tan được cảm giác đau rát cổ, giúp loại bỏ bớt dịch nhầy và vi khuẩn trong họng. Không hút thuốc. Khi bị viêm họng, nicotine, arsen, chì và nhiều thành phần độc hại khác trong khói thuốc có thể tấn công và khiến niêm mạc hầu họng sưng viêm trầm trọng hơn. Dùng các bài thuốc trị đau họng dân gian như trà mật ong, bột quế kết hợp hạt tiêu và mật ong pha nước uống hay gừng trộn với mật ong cũng là giải pháp thiên nhiên cực tốt. Chế độ ăn cùng với những phương pháp không kháng sinh là lựa chọn tốt đối với các tình trạng bệnh tương đối nhẹ. Tuy nhiên, nếu bệnh có biểu hiện nặng, để tránh biến chứng nên đến gặp bác sĩ để được khám và nghe tư vấn. Đừng quên like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ các mẹo dân gian bổ ích khác về sức khỏe từ thiên nhiên.